Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái phần mà có thể nói là nếu như mà chúng ta thực hành tốt, nó sẽ giúp chúng ta mở rộng được cái góc nhìn của mình về thế giới xung quanh. Giống như Anna vẫn nói là chúng ta thường hay nhìn một sự vật, sự việc theo bản chất của chúng ta chứ không phải là bản chất của sự vật, sự việc. Cho nên rằng là hôm nay để mà làm rõ hơn cái đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận với bốn vị trí. Bốn vị trí nó chính là bốn cái vai trò trong một cái cuộc hội thoại. Và nếu chúng ta đứng vào được cả bốn vai trò đó thì bạn sẽ có một những cái góc nhìn rất là khác nhau. Và từ cái việc mà mình đa dạng cái góc nhìn lên, nó chính là làm cho mình có thể đa dạng để được lên những cái kịch bản. Mình có thể hiểu được bản thân mình hơn, hiểu được người đối diện hơn, và hiểu được cả những cái góc nhìn khác nữa. Ở đây Anna có bốn cái vị trí. Đầu tiên là chính bản thân mình, thứ hai là người đối diện, thứ ba là cái người quan sát, và cuối cùng là người tìm ra giải pháp. Thì để cho cái phần livestream này có thể bắt đầu được thì rất là mong các bạn hãy giúp Anna có thể tag tên những người bạn bè mà bạn nghĩ là họ sẽ cần những thông tin này. Tất cả mọi người mà đang ở trong những công việc mà phải giao tiếp nhiều này, phải làm việc đội nhóm này, những người mà ưa phát triển bản thân này, hay đơn giản là những người đang thường xuyên có mâu thuẫn và muốn có cái cách để mà mình có thể giải thoát mình ra khỏi cái mâu thuẫn, hãy giúp Anna có thể tag tên họ và giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân của các bạn. Anna biết đấy chính là cái cách mà mình có thể nối dài cánh tay và rất là nhiều người sẽ cùng có được những cái tư duy chung. Và thật là tuyệt vời nếu như mà đội nhóm của chúng ta, những người xung quanh chúng ta cùng hiểu về được bốn cái vị trí này. Thế thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu từ chính từng người luôn. Xin chào tất cả mọi người, xin chào thủ lĩnh Trương Huy Cường và tất cả các anh chị em đang theo dõi cái phần livestream này và ủng hộ cho Anna. Các bạn hãy giúp Anna tag tên bạn bè của mình vào nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ có bốn vị trí ạ. Các bạn có thể comment bốn cái vị trí này xuống để chúng ta sẽ đi lần lượt theo bốn cái vị trí này. Vị trí đầu tiên là số 1 là chính mình, số 2 là người đối diện, số 3 là người quan sát và số 4 là người tìm ra giải pháp. Bốn vị trí đấy. Trong một cuộc hội thoại đôi khi chúng ta tưởng rằng là chúng ta chỉ có hai vị trí thôi. Hai vị trí thôi tức là hai người trong cuộc với nhau thôi. Nhưng mà thực ra thì trong một cuộc hội thoại nó có tới bốn vị trí lận. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem xét xem là bốn vị trí này nó cụ thể là như thế nào nhé. Tức là nếu như một cục Rubik chúng ta nhìn tối đa chỉ được 4 mặt đúng không ạ? Mà một cục Rubik thì có tới 6 mặt. Thế thì cái cách của mình á, là mình sẽ tìm cách để mà mình nhìn được những cái mặt còn khuất á. Và khi mà mình nhìn được những cái mặt còn khuất thì nó sẽ làm cho mình dễ chịu hơn. Đôi khi á, mình phản ứng nhanh quá hoặc là mình phản ứng nó kịch liệt quá là bởi vì sao? Là đơn giản bởi vì là mình không hiểu được tại sao lại có thêm một góc nhìn như thế. Tức là nó làm cho mình bị bất ngờ. Và trong cái quá trình luyện tập của Anna thì Anna cũng thấy như vậy. Đương nhiên không phải là một lúc, gọi là trong một ngày mà chúng ta có thể làm được điều đấy đâu. Nhưng mà ít nhất là bạn cần phải biết được về cái cách làm đã. Nên là bạn phải biết được cái method đã. Sau khi bạn biết cái method rồi thì tự nhiên bạn sẽ bằng cái cách mà mình rèn luyện, mà mình luyện tập á, thì chắc chắn là bạn sẽ có cho mình được một cái hướng riêng. Wow, hôm nay làm sao mà tự nhiên cái con mắt số người xem livestream của Anna nó nhảy lên mạnh thế nhỉ? Thế là làm Anna hơi bị phân tâm một chút. Anna chưa bao giờ có 90 mấy người xem trong cùng một lúc. Ok. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần chi tiết nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ cái phần livestream này. Anna tin chắc rằng là đã có một người bạn đấy đã chia sẻ cái phần livestream này và một đội nhóm nào đấy, cho nên là Anna mới có cái lượt người xem như vậy. Anna sẽ rất là vui. Và chúng ta bắt đầu cùng nhau đi vào phần chi tiết. Rồi, cái cách mà một người có thể mở rộng được cái góc nhìn của thế giới đó là xin lỗi các bạn màn hình hơi bị zoom. Cái cách mà một người có thể bắt đầu một cuộc hội thoại là thường là mình hay đến vào chính mình. Người ta có một câu là bạn hãy xỏ chân vào đôi giày của người khác. Nếu như mà mình có thể hiểu được cái người đối diện của mình, hiểu được cái sự trăn trở của người đối diện của mình, hiểu được cái lý do tại sao mà người ta lại có những câu nói, có những hành động, có những cái phản hồi đấy, thì mình sẽ cảm thấy rằng là nó cũng hợp lý. Thế cho nên là thông thường thì Anna hay nỗ lực là nghĩ nếu mình là người ta thì mình sẽ như thế nào. Ví dụ nhá, cùng một câu chuyện là giữa hai người có bất đồng quan điểm đi. Giống như hai người mà cá tính càng mạnh thì càng hay có bất đồng quan điểm. Không phải là bởi vì hai con người ta xung đột đâu, mà chỉ là hai cái ý kiến nó xung đột thôi.
chỉ là hai ý kiến xung đột chứ không phải là hai con người xung đột. Và hãy luôn luôn nhớ rằng là trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, mình hãy luôn luôn nhớ rằng là không bao giờ mà cả một con người, cả một hành trình sinh sống mà tự nhiên lại trải qua đúng một cái xung đột mà tự nhiên cái cách mình nhìn nhận về người đấy lại thay đổi cả. Ví dụ như là trước đây khi mà Anna chưa phát triển bản thân á, thì chỉ cần là gì, ai mà tát vào mặt Anna một cái thì tức là tát vào mặt một cái tức là mối quan hệ chấm dứt. À, lúc đấy là mình rất là nhìn vào cái sự kiện mối quan hệ chấm dứt. Nhưng mà có phải là một người mà sống với mình mà cả 10 năm chẳng hạn mà chỉ vì một cái tát mà mối quan hệ chấm dứt không? Vì trong suốt 10 năm qua là người ta có rất là nhiều những hành động đáng quý trọng với mình. À, thì bởi vì là như thế cho nên là tránh cái trường hợp mà đôi khi chúng ta phản ứng bị quá đà và nó làm đứt gãy cái mối quan hệ. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta một tập trung vào cái hai cái quan điểm chứ không tập trung vào hai con người. Các bạn đừng tập trung vào con người. Nếu hôm qua có một người bạn chia sẻ với Anna rằng nếu mình yêu thương ai đó mà yêu thương bằng bản chất của người ta, yêu thương với bản chất của người ta thì tự nhiên mình sẽ an lạc. Đây là một điều rất là hay. Đôi khi bạn bè mình nói những câu làm cho mình thức tỉnh. Thì trong một cái cuộc tranh luận cũng thế. Mình hãy tách rời cái cuộc tranh luận này ra chứ đừng gắn chặt cái cuộc tranh luận này vào một con người cụ thể. Và lúc này mình bắt đầu là mình góc nhìn này, hai người cãi nhau và mình bị ăn một cái tát. Chả dụ như thế đi, là Anna đã từng bị ăn một cái tát rồi. Thế rồi mình nghĩ rằng là mình rất là bị tổn thương, mình không làm gì sai cả, tại sao mình lại bị ăn một cái tát đấy? Và không ai được phép tát mình, bố mẹ mình cũng không đánh mình, chẳng ai được phép làm điều đấy cả, và không ai có quyền đấy cả. Và tại sao mình lại như thế? Đấy là góc nhìn của mình, đấy là góc nhìn của mình. Và mình bỗng nhiên mình cảm thấy là cái người đối diện rất là đáng ghét, họ đã xâm phạm rồi, họ đã này kia và họ không thể chấp nhận được. Đấy là góc nhìn của mình. Sau này khi mà mình đã phát triển bản thân hơn, mình bắt đầu quay trở lại thì bắt đầu mình sẽ thấy là nếu mà lúc đấy mình xỏ chân vào đôi giày của người kia, mình sẽ thấy rằng là cái người mà người ta tát mình á, thực chất ngay cái lúc người ta tát, cái hành vi đấy là người ta đã không kiềm chế được, hành vi đấy là sai, rõ ràng là sai. Thế nhưng mà hãy nghĩ mà xem, không ai mà sống chung với mình để muốn làm mình đau. Không ai sống chung với mình để muốn tát mình, ngày nào cũng tát mình. Như thế thì người ta sẽ không sống cùng với mình làm gì cả. Người ta sẽ không phải tốn công, tốn sức để trong suốt rất là nhiều năm tháng họ vun đắp cho mối quan hệ để rồi sau một cái tát là mọi thứ vỡ nát. À đó, thế thì ngay cả trong hai người nhá, mình hãy hình dung này, mình là người làm cho người khác đau. Giả sử bây giờ mình không phải là mình, bây giờ mình đứng vào cái vai trò mình là người tát. Theo các bạn, nếu các bạn tát một người khác thì các bạn cảm thấy thế nào ạ? Mình đau không ạ? Mình làm người khác đau, thực ra mình còn đau hơn cái người đấy nữa. Tại vì cái người mà bị tổn thương ấy, họ chỉ bị tổn thương thôi. Họ bị tổn thương và họ được làm nạn nhân, đúng không? Còn nếu mình mà tát người khác ấy, thì mình bị gọi là tội phạm. Và rồi mình sẽ là người mà bị nhận gạch đá, rồi nhận rất là nhiều những cái lời lẽ không hay, những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó, thì đôi khi cái vị trí số 2 là cái người mà đã tát mình ấy, người ta cũng cảm thấy rất là đau khổ vì cái hành động mà người ta đã gây ra. Không tin thì lúc nào bạn hãy có một trải nghiệm mà làm người khác buồn mà xem. Bạn sẽ cảm thấy nó còn gặm nhấm mình hơn là khi mà mình là người bị người khác, mình là người bị hại ấy. Đại thể là như thế. Thế thì lúc này khi mà mình xỏ chân vào đôi giày của người số 2, vai trò của người số 2, thì mình sẽ thấy rằng là mình làm như thế là bởi vì hôm nay mình không được điềm tĩnh lắm. Hôm nay ở công ty xảy ra rất nhiều việc. Hôm nay đối tác vừa bla bla như thế nào đấy. Và tất cả những thứ đấy nó làm cho cái tinh thần của mình nó không được bình ổn. Khi mà cái sức chịu đựng bên trong con người mình á, nó đi đến tới hạn, thì lúc đấy mình chỉ cần chọc nhẹ vào thôi là mọi thứ nó sẽ xì ra. Mình cái hành động của mình á, nó không tác động gì mạnh lắm đâu. Nhưng mà đấy là một hành động mà đặc biệt là vào cuối của một ngày. Cho nên là Anna rất là tránh những cái cuộc tranh luận vào cuối của một ngày, hoặc những cái gọi là hội thoại quan trọng vào cuối của một ngày. Lúc đấy tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, và chúng ta không biết là cái gì chúng ta đã đưa vào một ngày trong cuộc sống của mình, và không biết là cái người đấy họ đã đổ bớt được đi chưa, đổ bớt được những cái cảm xúc, những cái tác nhân đấy để rồi mà lại quân bình lại chưa, là mình chưa biết. Cho nên rằng là nếu như mà bạn muốn có một trao đổi gì đấy, hãy trao đổi vào lúc buổi sáng, hãy trao đổi vào lúc ban ngày. Tầm khoảng 9-10 giờ sáng là cái lúc mà mình tỉnh táo nhất. Mình chỉ tỉnh táo sau 2 tiếng thôi,
cái lúc mà mình đang còn lơ mơ ngủ nhá, mình cũng rất là phần con. Lúc đấy mình chưa có kiểm soát mọi thứ tốt đâu. Đôi khi mình đang còn ngủ mơ giống như y xì một đứa trẻ con, khi mà nó ngáy ngủ mình gọi nó dậy ấy, nó cũng cảm thấy rằng là rất là khó chịu, bắt đầu nó mè nheo này nọ. Nhưng chỉ cần mà bạn đưa nó ra được khỏi nhà, đi đến trường, tự nhiên mọi thứ nó vui vẻ. À, tự nhiên nó vui vẻ, tự nhiên nó bắt đầu nói chuyện với mình. Thì bản thân mình hay bản thân người đối diện là cũng như thế. Chúng ta thường là vì chúng ta sống chung với nhau nên chúng ta thường là gì, chọn buổi tối để nói chuyện với nhau, hoặc là chờ tối ngủ dậy để sáng sớm ngày hôm sau mình nói ngay, ngay khi người ta vừa mới mở mắt ra, thì lúc đấy dường như là người ta cũng chưa tỉnh táo lắm. Và đấy, lúc đấy là những cái lúc mà cái phần con nó bộc lộ rất là tự nhiên. Và rõ ràng chúng ta sống với nhau, chúng ta rõ ràng là chúng ta là con người mà, đúng không? Và chúng ta đang trong cái hành trình để mà làm người. Cái hành trình để chứng tỏ chúng ta là người thì nó phải là một hành trình rèn luyện. Và bởi vì thế cho nên rằng là khi mà bạn nghĩ xỏ chân vào cái người đối diện á, thì bạn sẽ có xoay một cái mặt khác của cái Rubik đi. Ok chưa? Lúc đấy bạn lại bắt đầu liệt kê ra. Thế thì người đấy, người ta cũng có cái A, cái B, cái C, cái lý do. Và rồi người đấy lại nhìn về phía mình như thế nào? Người đấy lại cảm thấy rằng là cô hôm nay cô nói những câu rất là khó chịu. Cô ấy gắt gỏng, rồi cô ấy gọi gì nhỉ, trèo lên đầu lên cổ của mình. Đấy, nó là như thế, cho nên là mọi sự nó lại bùng nổ. Và rồi có khi người ta lại nghĩ rằng là cả mấy năm trời mình đối xử với cô ấy tốt ơi là tốt, chỉ một cái tát này thôi. Ừ, nếu mà mình lỡ tát cô ấy một cái, mà chỉ một cái tát là thôi, mà cô ấy làm như là chuyện tày đình và mọi thứ cô ấy phá tan nát. Thực ra thì Anna nghĩ lại thì Anna cũng thấy là chẳng có cái gì hoàn hảo cả. Đương nhiên là mình không cổ suý cho việc là ai đấy được phép tát mình. Thế nhưng mà rõ ràng là cả một mối quan hệ mình không thể quy chụp lại chỉ trong vòng một hành động được. Chỉ trong vòng một hành động được. Đó, đấy là vị trí số 2. Sau khi mà cũng là cái sự việc đấy, bạn đã xỏ chân vào góc nhìn của mình. Bạn cứ việc thoải mái, tổn thương, bị tổn thương, khóc lóc, rồi bị khó chịu, rồi bị nạn nhân trong góc nhìn của mình. Và sau đấy bạn phải thoát ngay ra và xỏ chân vào góc nhìn số 2, là vị trí số 2, là vị trí của người đối diện. Vị trí số 3 là vị trí của người quan sát. Nào, bây giờ mình hãy hình dung câu chuyện của mình cũng là một cái tát đấy. Nhưng bây giờ mình không phải là hai đương sự nữa, mà tự nhiên mình rút ra và mình trở thành người quan sát. Mình trở thành một người quan sát, mình quan sát giống như là mình là một người số 3 vậy đó. Mình quan sát hai người này đang ở trong cuộc hội thoại. Thì khi mà bạn trở thành người quan sát thì thường là bạn sẽ sáng rõ hơn. Bạn sẽ khách quan hơn, và bạn sẽ nhìn nó đúng với bản chất của sự vật sự việc hơn, chứ không phải bản chất của mình. Tức là đôi khi trong quá khứ, từ bé đến lớn ấy, nhất là từ cái thời mà bé tí mình đã từng bị bố hoặc là mẹ tát mình á, thường cái ký ức đấy nó đi theo mình rất là lâu. Và mỗi lần sau này ai mà tát mình á là mình rất là khó chịu. Tức là hồi bé mình không có cái khả năng để mà tự vệ. Và ví dụ như bị bố hoặc mẹ tát đi, bố hoặc mẹ đánh, thì nó bị neo rất là mạnh, nó bị ghi nhớ rất là mạnh ở trong cái tiềm thức của mình. Sau này cứ mỗi lần ai tát mình á, mình cảm thấy cái đấy là một cái, nó là một cái cực tới hạn luôn. Nó giống như là cái trường hợp mà để Anna tả thế nào nhỉ? Ví dụ một người mà đã từng bị chứng kiến là một người thân mà ở bên một vũng máu, và người ta rất là hoảng hốt với điều đấy, thì sau này cứ mỗi lần mà thấy vũng máu thì người ta phản ứng rất là mạnh ấy. Đó, nó là như thế. Nó không đơn giản chỉ là cái bản chất của sự việc đâu, mà nó còn là những cái hồi ức, ký ức, những cái kinh nghiệm, trải nghiệm, những cái đánh giá của mình về cái tát đó. Thế thì khi mà mình là ở một vị trí số 3, là vị trí người quan sát, mình sẽ quan sát đúng với cái bản chất sự việc hơn. Mình hãy hình dung như là mình không phải là đương sự, không có những tổn thương đấy. Thì mình hãy xem là cái lời nói của cái người A này này có đáng để làm người B tát không? Và nếu như cái tát của người B thì có đáng để cho người A phản ứng một cách dữ dội như thế, và rồi cái cuộc hội thoại nó đi đến bế tắc và đi đến xung đột không? Đó, đấy là vị trí của người quan sát, là vị trí số 3. Nào các bạn hãy comment xuống vị trí của người quan sát là vị trí số 3. Và chính cái vị trí của người quan sát này này sẽ giúp cho mình nhìn rõ được bản chất của sự việc hơn, nhìn đúng bản chất của sự việc hơn. Và sau khi mà bạn đã quan sát được đúng bản chất của sự việc hơn, bạn đánh giá nó không bao gồm cảm xúc và những cái ký ức, hồi ức, những cái sự hiểu biết, những trải nghiệm của mình trong quá khứ, thì bạn lại di chuyển đến một vị trí nữa, là vị trí số 4. Vị trí số 4 là của người tìm ra giải pháp.
các bạn comment xuống. Vị trí số 4 là của người tìm ra giải pháp. Và vị trí số 4 này là một vị trí rất là hay. Bởi vì sao? Bạn hãy hình dung nhá, suy cho đến tận cùng, chúng ta có muốn là bị giận dỗi không ạ? Rất là khó chịu. Cái năng lượng tiêu cực đấy đối với phía nào nó cũng khó chịu cả. Thế thì cái vị trí số 4 là vị trí tìm ra giải pháp. Nếu lỡ mà chuyện đấy nó đã xảy ra rồi, chuyện đấy đã xảy ra rồi, thì mình có giải pháp gì cho chuyện này để mà cái mối quan hệ nó được bình thường? Nếu mỗi người vẫn ôm khư khư cái sự khó chịu của mình, nếu mỗi người vẫn không ai chịu bước lên một bước, thì đương nhiên cái mối quan hệ đấy nó sẽ bị vỡ vụn rồi, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ cùng phải sống với nhau, hoặc chúng ta sẽ phải làm việc với nhau. Và cuộc đời này rất là dài, và mình hãy nhìn lại đi, nguyên một cái hành trình nó không phải đơn giản chỉ là một sự việc, một hai sự việc xảy ra, mà nó lại có thể phá vỡ được hoàn toàn. Thế thì cái người tìm ra giải pháp, cái vị trí của người tìm ra giải pháp là vị trí luôn luôn là vị trí quan trọng nhất. Và cái điều này nó sẽ lý giải là bạn tập trung vào vấn đề hay tập trung vào giải pháp. Thì khi mà bạn luôn luôn nhắc nhở mình trong đầu là tôi là người luôn luôn tập trung vào vị trí số 4, tôi là người luôn luôn tập trung vào giải pháp, thì nhất định bạn sẽ có giải pháp cho một cái tình huống đấy. Và thế là chúng ta có 4 cái vị trí khác nhau trong một cuộc hội thoại, chứ không phải là 2. Nếu như mà mãi mãi mình cứ hình dung là mình chỉ có 2 thôi, thế thì mình bảo nếu mình không là người bị hại, mình sẽ là cái người mà đi hại người khác. Và bây giờ nếu mà mình mở rộng ra thì bạn sẽ thấy rằng là đấy, bởi vì mình đã đứng ở trong 2 vị trí AB, bây giờ còn thêm 2 vị trí là CD nữa, thì chắc chắn rằng bạn sẽ đa dạng được góc nhìn hơn. Và một điều quan trọng này, nói thì đơn giản thế thôi, thế nhưng mà khi chúng ta luyện tập thì sao? Khi chúng ta luyện tập thì bạn sẽ thấy rằng là nó cũng không dễ dàng là một ngày chúng ta sẽ tiến đến đấy đâu. Cho nên trong quá trình luyện tập thì với Anna chẳng hạn, thì Anna là thế này, mình phải biết rằng là một người, người ta luôn có cái tính hai mặt, là điểm mạnh và điểm chưa mạnh. Ví dụ như mình là một người rất là nhanh và rất là tinh ý. Và bởi vì như thế cho nên là mình phản ứng rất là nhanh. Và cái sự giận dữ ấy, tức là những cái người mà phản ứng mạnh ấy, thì họ action nhanh hơn cả khi họ nghĩ. Tức là họ action ngay hơn cả khi họ nghĩ, và khi action đấy rất nhanh thế thì họ rất là bản năng. Mà mình thì mình đương nhiên là mình không muốn là mình là một cái người bản năng như thế, mình phải hướng đến một cái sự cân bằng mà, đúng không? Thế cho nên là Anna hay chọn cái cách là đọc tin nhắn các bạn ạ. Anna rất là cảm ơn cái công cụ là tin nhắn. Và nếu như mà đội nhóm của Anna thì mọi người sẽ thấy rằng là Anna rất là siêng nhắn tin. Mặc dù mình biết rằng là nhắn tin nó chỉ thể hiện được có 7% cái ý mà mình muốn truyền đạt thôi. Thế nhưng mà nó lại có một cái hay như thế này, là khi mà mình tiếp nhận một thông tin gì ấy, thì cái quá trình mà mình đọc bằng mắt xong nó đến cái mặt của mình, làm khi mà mình gõ cũng là mất thời gian. Và điều đấy làm cho mình có thêm thời gian để suy nghĩ, điều đấy làm cho mình có thêm thời gian để đếm 1, 2, 3 rồi mới phản ứng. Và thế là đôi khi mình viết bọc rất là nhiều, trời ơi viết dài lắm, xong mình nhìn lại tự nhiên mình giật mình bảo mình đang làm cái gì đây, mình đang đứng ở vị trí nào. Và thế là mình xóa hết đi và nói ok để em xem tí. Thế còn những lúc đấy mà nếu như có điện thoại ngay á, thì tôi vẫn phản ứng một cách rất là bản năng, là tôi sẽ bảo tại sao lại thế, tại sao này, và mình bắt đầu sử dụng cái giọng ở tông nữ cao của mình lên, và rồi mọi thứ nó sẽ trở nên gay gắt bằng một cái cách nào đó, mà tức là trong cái ý định của mình thì mình không hề có cái ý muốn đấy. Thế nhưng mà cái cách mình thể hiện ra nó đã làm cho người đối diện hiểu là như thế. Thế thì việc của mình là gì? Việc của mình là mình cần phải luyện tập nó. Mình cần phải luyện tập nó. Đấy là cái mấu chốt. Ôn lớn lôn nặng luyện. Ở trong đội hình S69 có một cái câu thần thánh đấy. Và đương nhiên là mình cần phải ôn luyện cả cái việc này nữa. Và đôi khi là khi mà chúng ta nhìn vào cái giải pháp ấy, thì bạn sẽ có thêm đầy đủ lý do. Nếu như mà đơn giản là mình chỉ là làm cho cá nhân mình ấy, thì đôi khi bạn chả cần phải làm hài lòng ai, đúng không? Đôi khi mình chả cần phải làm hài lòng ai. Nhưng mà cái quan trọng hơn ở chỗ là cả một tập thể, quan trọng hơn ở chỗ là cả một gia đình, quan trọng hơn là cả một bức tranh lớn, chứ không phải là từng cái mấu mắt xích nhỏ. Vậy thì mình lại phải giải quyết được từng mắt xích nhỏ, để mình có thể sao chép những cái mắt xích đấy ra, là từng cái mắt xích nó đều rất là chắc chắn, bền vững, có một nét văn hóa trong cái quá trình mà xử lý giải quyết những cái xung đột, thì tự nhiên đội ngũ sẽ đồng tâm hiệp lực.
Và rõ ràng khi mà bạn hướng đến điều đấy thì cái người đối diện họ sẽ cảm nhận được. Rồi các bạn khi ngồi các bạn nói chuyện với nhau thì các bạn có thể phân tích dựa trên 4 vị trí, chứ đừng chỉ phân tích giữa góc độ là em và anh. Khi mình cứ phân tích tới góc độ và em và anh, A và B, đôi khi nó vẫn đi đến bế tắc, bởi vì cái ấm ức trong lòng mình vẫn còn. Thế còn khi mà mình suy nghĩ rộng ra dưới 4 góc độ thì nó sẽ làm cho cái tình huống nó được giải quyết một cách nhanh hơn. Và đây chính là những cái cách để mà mình hóa giải ngay cả những cái sự khó chịu ở bên trong lòng mình từ rất lâu rồi. Có những sự việc nó đã lỡ xảy ra mất rồi và mình không thể nào mà mình quay trở về được nữa. Giống như cái ly mà đã vỡ, mình không thể nào mình có lại được cái ly đấy nữa. Thế nhưng mà việc của mình là gì? Mình cứ gặm nhấm cái nỗi đau đấy. Mình là người gây ra, mình là người có lỗi đi. Mình cứ gặm nhấm cái nỗi đau đấy thì nó cũng chẳng để làm gì. Còn một người cứ ôm cái sự tức giận mãi cũng chẳng để làm gì. Bởi vì suy cho đến tận cùng, mình giận nhau như thế để làm gì? Có phải là để nhằm mục tiêu là dạy cho người kia một bài học không? Hay là để làm gì? Hay là để thỏa mãn cái sự tức giận của mình, để thỏa mãn cái cảm giác là được giận, hay là để Anna không biết là người ta cứ giữ mãi cái đấy để nhằm mục đích gì. Thực ra trong đầu mình không hiểu, tại vì mình là người rất là dễ, rất là linh hoạt. Tức là tôi mà có lỗi tôi sẽ nhận lỗi, tôi có lỗi tôi sẽ nhận lỗi. Cho nên là cái đấy nó sẽ làm cho cái một cái xung đột nó không bị là quá bị quá mức chịu đựng ấy. Cái bị quá mức chịu đựng nó rất là quan trọng. Và bạn biết không, nếu bạn giữ nó ở trong lòng, cứ mỗi ngày sự việc xảy ra có một lần thôi, sự việc xảy ra có một lần thôi, nhưng mà một ngày bạn nghĩ 5 lần, bạn cào thêm cái vết hằn trên não của mình 5 lần, ngày mai bạn lại nghĩ thêm 5 lần, nó lại cào lên cái hằn lên mã não, và nó cào hoài và làm cho cái nếp đầu tiên nó chỉ là một vệt thôi, bây giờ thành cả một cái con đường ở trong não bộ của mình. Và như thế thì tự nhiên bạn lặp đi lặp lại, nếu bạn bị tổn thương một lần có thể bạn lặp đi lặp lại cái sự làm tự tổn thương mình cả nghìn lần. Nếu người khác lỡ làm tổn thương bạn một lần thì ở bên trong tâm trí của bạn, bạn đã làm cho họ tổn thương bạn tới 1.000 lần. Và vì thế cho nên là cái mâu thuẫn nó tự nhiên trở nên lớn. Còn đôi khi nó có thể là nó cũng chẳng phải đến cái mức độ mà như thế. Thì đấy là cái cách mà Anna vẫn đang dùng để luyện tập. Và ngày hôm nay Anna chia sẻ cho các bạn. Mới đầu khi mà mình nghe đến khái niệm này á, mình thấy nó rất là mơ hồ. Bạn hãy tin ở mức độ trải nghiệm, tức là đôi khi đừng tin những gì tôi nói, mà hãy tin ở mức độ trải nghiệm là bạn hãy thực. Và khi bạn đang luyện tập nhá, thì cứ mỗi lần mà có một ai đó mà có cái ý kiến gì mà mình cảm thấy muốn nói lại ý, thì bạn hãy cảm ơn khi người ta nhắn tin. Hãy cảm ơn khi người ta đang nhắn tin. Và đấy, mỗi lần mà định bạc trả lời cái gì đấy, viết một câu dài vào. Thế rồi bạn có thể đủ thời gian để bạn xóa đi. Đấy là một cái điều rất là hay của tin nhắn. Và thông qua đây thì Anna cũng xin gửi đến cái thêm một cái ý cuối cùng để mà chúng ta trong quá trình luyện tập á, mà chúng ta thực hành nó được trơn tru và hiệu quả hơn. Đó là như thế này, đôi khi có những lúc mà mình cảm thấy mình đang bị tới hạn ấy, cái cách rất là dễ nhá là các bạn ngắt mạch bằng việc đi ngủ. Giống như ví dụ như Anna mà làm từ 7 giờ sáng mà không nghỉ cho đến 7 giờ tối trước khi mà vào cái phần livestream này, mình cảm thấy rằng là chỉ một câu ai đó nói thôi cũng đủ để làm cho mình gắt gỏng lên á. Và tôi không muốn giữ cái tâm trạng đấy trước khi vào cái buổi livestream này. Chẳng ai làm gì tôi đâu, đơn giản là ngày hôm nay làm từ sáng đến tối rồi đi ngoài nắng rồi xử lý quá nhiều việc cùng một lúc, rồi tôi cảm thấy là tôi hết pin á. Tôi cảm thấy là tôi không muốn làm gì nữa. Thế mà tôi từ giờ đến đêm tôi lại còn có thêm 3-4 cuộc hẹn video nữa. Thế nên tôi cảm thấy mình phải làm một cái. Và cuối cùng thì Anna hay tìm ra một phương pháp là Anna sẽ đi ngủ. Anna thường có những cái giấc ngủ ngắn khoảng 15 phút. Và cứ nhắm mắt lại một cái là tôi sẽ không nghĩ gì nữa. Đấy cũng các bạn cũng cần phải luyện tập cái đấy luôn. Khi mà cái việc bạn muốn làm nó đủ mạnh, tự nhiên bạn sẽ luyện tập được cái đó. Và khi mà bạn ngắt mạch được 15 phút tỉnh lại ấy, tôi cảm thấy tôi được sạc pin đầy đủ và tinh thần của tôi lại đơn giản và minh mẫn trở lại. Và bây giờ tôi lại sẵn sàng để livestream với các bạn này, sẵn sàng để mà nhận video calling của rất là nhiều đồng đội của tôi ngay sau khi kết thúc cái phần livestream này. Và từ đó mình sẽ cảm thấy rằng là
mình sẽ được giải tỏa, mình sẽ được giải tỏa. Và hãy cho phép mình có những cái phút nghỉ ngơi như thế. Chính bạn phải tạo ra cho bạn những phút nghỉ ngơi như thế. Và chắc chắn nếu như bạn không ở trong một tình trạng quá mệt mỏi về mặt thể chất thì cái phần con đấy của bạn nó không bộc lộ ra quá nhiều đâu. Và cũng hãy làm cách đấy với người khác. Mình cần được thông cảm và người khác cũng cần được thông cảm. Hãy cùng nhau thông cảm và hãy xỏ chân vào đôi giày của người đối diện. Hãy đứng ở vị trí người quan sát và hãy đứng ở vị trí của người tìm ra giải pháp. Chắc chắn mọi cái xung đột nó sẽ được hóa giải một cách rất là nhẹ nhàng. Hiện tại vào ngay thời điểm này, khi mà cái năng lượng ở xung quanh chúng ta trên toàn cầu này đang rất là hoang mang, thì chúng ta là những người cần phải định lại, cần phải tĩnh lại. Cái phong độ thì có thể nhất thời, tức là đôi khi mình có thể gắt gỏng, mình có thể hành xử không ra gì, thế nhưng đẳng cấp thì phải là mãi mãi. Và bây giờ là lúc mà chúng ta thể hiện đẳng cấp của một con người, chúng ta thể hiện đẳng cấp của tri thức, và là cái lúc mà chúng ta cần phải giữ một cái sự bình tĩnh và đĩnh đạm nhất để mà có thể đối diện với bất kể một cái kịch bản nào có thể xảy ra trong cái lúc mà cả thế giới chúng ta đang hoang mang như thế này. Và Anna tin chắc rằng là với cái việc mà chúng ta vẫn luôn đồng hành như thế này và vẫn thường xuyên tiếp những cái nguồn năng lượng tích cực như thế này, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ hàng ngày xây đắp lên được cho mình những cái niềm tin tích cực và những cái năng lượng tích cực. Và Anna, trong đội nhóm của Anna trong cái tuần này cũng sẽ bắt đầu cứ 30 phút một lần live stream. Từ thứ hai là sẽ có 2 ca live stream liên tục như thế, từ thứ hai cho đến thứ sáu là đều full hết. Và Anna rất là mong rằng là bởi vì chúng tôi có trong một cái hệ thống friendlist, cho nên chắc chắn các bạn cũng sẽ nhìn thấy những cái phần livestream đấy. Và tất cả những phần livestream đấy đều là những cái phần livestream mà để giúp chúng ta có thể trở thành một con người tốt hơn, một con người hiện đại hơn, và một con người mà đầy tính người hơn. Chắc chắn là Anna tin tưởng rằng là tất cả đồng đội của Anna cũng giống như là Anna đều mong muốn để mang đến những cái giá trị thực sự cho cộng đồng. Và xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ Anna. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.